À, kính thưa tất cả quý vị, bây giờ cùng tiếp tục chương trình sẽ là bài hát cũng ca ngợi về những tấm lòng vàng, những con người đã đến với những mảnh đời khó khăn đang cần sự chung tay che chở giúp đỡ của xã hội, và chúng ta đang cần lắm những mảnh đời như thế, những tấm lòng như thế. Và thưa quý vị, bài hát Người tốt làm việc tốt sẽ được tiếp nối chương trình ngày hôm nay với phần thể hiện của nữ ca sĩ Hương Giang. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chân như Phật tánh không.
cánh không tê đồng trên mình.